cú đi lần đầu tiên rồi em. Giờ là chậm mới nhanh rồi. Hôm qua mà có lấy cái gì cho mà đi nhanh dữ á. Như cái nấm lên xuống cũng rõ rồi á, nắm chỉ thuận gọi chưa biết. Thì ơi sợ quá nè. Được tư không sợ mà được này sợ. Sợ. Ông già rồi mà có thanh niên thanh nữ gì đâu.
Bây giờ bố mất tích luôn kìa. Bây giờ bố không thể bây giờ đâu luôn. Mười mấy phút té ở anh quay tiếp ha. Nhiều đường.
cuối tuần là cha mẹ dẫn con thấy Trang có bô bông lắm mà chị hả? Bé nhớ là răng yên không làm à? Chờ chị à? Mũ 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 mũ
đi xa thì chùa rất là hơi ăn gì hả? Cơm gì đó? Gọi cho 10 phút mẹ nhau đến rồi. Rất sợ. Cái gì mà có cái phút cho lần. Em muốn cho. Lại chị đừng có hút cho em. Chị muốn cho nhường thì nha. Thật ra chị rất thích em. Em muốn hút ra. Lâu lâu gặp cái thằng là điên ra. Thiệt đấy chứ. Ít là thà mình nhận rồi mình nói thì mà đi ghê chứ bây. Cái quảng cáo à. Ý em kêu là chị bé kêu là có cái máy nào biết mà hút hết một tháng khỏi phải làm được lâu á. Chờ em kêu là quảng cáo nặng mấy được gì hút lặng đề luôn ra hút mà ra được là mấy cái mụn mà mụn cơm á hút là nguyên ống luôn á. Mụn mà mình nặng hâu cái hà kìa. Mỗi lần hút là lầy ống luôn á. Đi rửa ống không đủ ngu luôn. Tự nhiên bụng đói sợ. Trưa rồi đó. Giờ sáng chị ăn có góc bổn mì. Chị xuống miếng sữa. Đem giá cho má. Giá cho kèm đó. Đó là sẽ ăn đau rừng rút. Ừ, giá cho kèm đó. Bị chưa về luôn, khám mắt giá dở lắm nè. Khám sống, cắt mắt. Vậy là không ngay kính mua cái chỉ đó 16 triệu cái kính gì mà đeo ban đêm rồi ban ngày tháo ra là ấy. Cứ đêm đeo là ban ngày tháo ra là thấy đường không phải đeo kính đó. Cũng đỡ thì nhưng mà cũng cực về đêm. Cực về đây mà túi mô cũng phải, nói chung là phải mang theo đó. Nhưng mà đêm, nhưng mà đó là những cái ngủ thôi cất chứ. Ý cái đi là điều tiết mắt về đêm cho anh, ban ngày ấy hoạt động bình thường lắm rồi. Được rồi, nhưng mà
khi ngủ thôi chứ. Thì trước khi ngủ bỏ vô, sáng lại lâu ra. Thì mất công rồi đó, em hiểu không? Nghĩa là bỏ một áp trồng luôn đó. Thì cái nó là gọi là áp trồng, bỏ vô. Nhưng mà sáng lại lâu ra. Nhưng mà trừ thâu kệ như rứa để cho cặn cái nó lại từ từ đỡ cặn hơn. Khả năng sao nếu bị tụt lùi lại á, chứ không có tăng độ ha. Còn cái kia là tăng độ, đeo kính là tăng. Thì đó thằng cu cũng không đeo con tăng đó, tăng nhanh dễ sợ luôn. Nghĩ rằng 4 độ. 4 độ hả? Sáng luôn, bỡ hồ hơn gì. Chị biết hắn cặn lâu rồi mà không nghĩ hắn cặn cái độ cao như rứa luôn á. Mà nói ông đi khám biết không chịu. Lì lì sáng thì kêu anh phải đi khám nha. Chắc nó nhìn nó đọc nhập nó sát luôn chị nhỉ? Nó sát luôn mà, ừ. Nó không thấy đường mà. Bởi vì càng nữa càng trượt ra nó càng... May đó, may là chị la chị kêu đi khám đó, chứ không là để nữa là rầu đó. Để nữa là 6-7 độ là thâu, coi như loạn với lại ái luôn. Loạn là rầu lắm, khó chữa luôn. Hôm nay ổng cũng lì ghê. Con mà thấy tình hình nó rứa thì mình phải biết nha. Bởi có đứa mà chưa chăm được đòi cố vô. Hôm đâu có chăm con đâu em. Chị là chị thả ra đây mà ông cũng không chăm nó. Hồi xưa chị chăm chị khóc ròng, khóc như một dòng sông. Hồi xưa chị chăm ghê lắm, chị chăm mà đến mức độ là... Nói chung là giờ trừ chị tập trung công việc thôi chứ. Hồi xưa là toàn... Chị dùng con ấy. Alo. Alo. Anh kêu là loại này á là có số máy nữa. Số 1, số 2, số 3 rồi gì nữa đó. Số 1, số 1. Số 1 à, vì đó mình kêu kêu bán mà nó không bán, nó kêu là phải có coi cái hộp số nó mới biết được. Số 1, số 1, số 1. Lyman số 1. Như hết khách rồi rồi mình thấy tung hoành rồi là như hết rồi không thì cô hình nhấn cặn được 3 tháng đi rồi. Chắc nhẹ nhẹ thì bị lâu rồi.
bị nhãn bị từ mấy năm trước em ơi. Là đi khám là bác sĩ kêu thôi đừng có đeo. Ông đi khám đó, ông đi khám ông kêu trời cặn phải đeo chứ ông lẫn lên răng. Mà ông kêu bác sĩ nó rửa. Cái xong rồi mình cũng thâu cũng không, ông nói quá thâu không nói nữa. Cái bữa hôm trước ông đi coi khám cho ông kêu đi khám cho hắn luôn đi. Cái răng lên đúng thứ bảy lên bệnh viện mắt thì bệnh viện họ không có ấy kìa. Cái mà nói ông đi khám cho con biết không có đi mà sáng đi tại vì thấy nó lạ quá đi, thấy nhìn hồ hôm đó em thấy rồi đó. Kêu lo lắng thì sợ học không được rồi, đúng rồi 100% là bị cặn luôn rồi. Nó nhìn nó không thấy mà. Bởi có đứa cũng lo cho sao mà thôi. Không bao giờ mà dạy con này kia hoặc là túi về mình rảnh thì mình bày vẽ ăn đồ này kia đúng không? Còn chị làm cả ngày rồi chị mệt rồi để túi nghỉ ngơi xí. Họ lo cho con vậy đó, họ học hành đồ này kia đồ đó. Và họ ấy này quan tâm tới hắn xíu. Quan tâm tới bản thân của mình chưa xong. Con chị cũng giao cho bà ngoại, học hành cũng giao cho cô. Nhiều khi làm mệt rồi túi về chăm con nữa thôi. Lý do hồi xưa chị chăm nhiều quá, chị đuối quá rồi. Giờ chị lớn lớn rồi thả ra kìa. Chú hồi xưa thì găm ghê lắm. Máy cùng con ấy chứ. Trừ gì nhả ra mà mê mê quỡ luôn mà. Kêu hồi xưa bà lo bà bãi gì trừ ra bà không quan tâm con luôn kìa. Ý là mình tập trung cái này mình phải có thời gian nghỉ ngơi xí, chập mình bị điên luôn. Con cái mình không lo, học hành cũng lo. Ý là mình không ấy nhưng mình phải quan tâm được xíu. Là họ dạy con học đồ kèm con không biết thì mấy chứ mình đã không có học rồi ra mình biết mình dạy hả bày vẽ. Nói chung có nó học ấy, họ thuê cho sư về dạy. Chị bên chị thuê chứ răng không, ngày mua cũng học đó chứ em. Nhưng mà ý là có thuê đi chăng nữa, mình phải hỏi han, mình phải kèm chứ. Mình phải coi con mình nó học lên ra thế nào chứ. Có đứa phải có chục đứa rồi mà lo mà không để ý tới đúng không? Trong khi ấy, ông có làm chi đâu trời. Thà làm vì chi mà ghê gớm lắm mày. Rảnh không luôn. Chị mà ngầu không như thế thì chị cũng được. Chị phải kiếm gì chị làm.
không con không cái đưa con đi chơi hoặc là kiếm làm chán thiệt là tốt lên thì dạy dỗ gì đó. Đúng rồi, hoặc là mình dạy tiếng Anh cho hắn này, dù mình không biết nhưng mình dạy hắn tự nhiên mình biết luôn à. Thiệt, lên mạng lên đồ. Ông này ông cứng nhắc lắm, ông làm thấy nhiều cái mà mình kêu ông chơi ván chơi điện tử á, kêu ông rủ mình ra ông kêu đi chứ, ủa anh rủ con chơi cái gì vậy, cái ông kêu thâu chơi rồi nó kêu ủa con nít là mình phải cho nó chơi rồi cho nó học đúng không em, chứ mua mà tự nhiên bắt hắn học rồi bắt hắn đọc sách đọc đồ nữa chứ có thử có đầu óc đủ vui vẻ rồi có mới có phát triển trí não chứ. Nít là tinh thần ghê lắm, cái vui vẻ rồi đầu óc nó minh mẫn thôi chứ mình cũng đứa thôi, mình chơi được hắn mình phải chơi được chứ, mà con nít là ham chơi hơn. Chị nói chị đâu cần con mình học học ái đâu, chị chỉ cần lên lớp là được học ổng ổng thôi, không cần giỏi.